cho nó bớt á. Vào được. Nó mờ rồi. Được không? Anh vào dẫn đi con. Được không? Đó, cái dịch. Đó, đó được. Đó. Không nói gì hết. Sửa cái này hả? Cái đó hả? Rồi ngôi sao vẫn để cái giữa chán đó mà. Vì bữa nào mua bắp về tôi làm bắp xào anh ăn nha Quy. Chào quý bà cô chú anh chị trên kênh Giao vui vẻ. Thì hôm nay giờ đến thăm em Bi, còn có anh chị. Bi mấy giờ ngủ vậy mà Bi ngủ tới giờ này mới dậy Bi. Bi. Mấy giờ qua mấy giờ Bi mới ngủ 1 2 giờ sáng hả? Sao thức khuya vậy? Giờ này 11 giờ rồi nè, ngủ tới 11 giờ trưa luôn. Sao không ngủ sớm đi Bi? Bi không ra toilet đánh mà đánh trước nhà Bi. Sao vậy? Ở nhà có toilet có cái kiến cái bàn đánh răng sẵn trong vô đánh cho đánh đây. Bi sáng đầu phòng nóng sao Bi? Da mà bé Bi nó không có mụn cũng hay nha. Please come now, I think I'm falling, holding on to all I think is safe. It seems I found the road to nowhere. Bi bữa nào đi xăm môi rồi Bi? Mấy chị khán giả bình luận bữa nào dắt em đi xăm môi để khỏi ăn sơn dính vô cái ống hút á. Xăm cái mà em đang tô lên đó, chịu không? À, bịt màu đó, xăm cái màu trên môi em luôn á. Sửa lại cái môi sao thành màu đó luôn. Cái nhà cậu gặp hay là bóng ngựa? Ngựa không? Ngựa nó thì tôi ngựa. Ngựa thì ở nhà thì bóng ngựa rồi. Cái bữa mà cô vô nhà đó là tối nhúng chở đó gặp con đó. Đi chi vẫn gì đó hỗ trợ qua xuân bà bữa đó là bà vô và nói con nhớ nha là con phải ngoan cái thằng dạo nó giả nó dễ thương á. Bữa nào đi sửa mấy thằng xăm màu đẹp lên đi bấm cái gì nó chết không đừng đôi rồi cho nó bớt á. Được. Nó mờ rồi. Được không? Anh vào dẫn đi con. Được không con? Có tình dịch thì đó được. Được. Không nói gì hết. Sửa cái này hả? Cái đó hả? Rồi ngôi sao thì để cái giữa chán đó rồi. Nè, đưa cái tay chân vào con đó. Thó thó lại. Cái đó là cái gì vậy? À, mình đồng mình thấy gì? Đi chăm gì đâu, con rồng đưa 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 chăm vào con không để cái bóng này kìa đó. Đó là gì vậy? Rồi đó. Con rồng kìa vậy? Tao đang coi lại. Cầm cầm tay nó coi đi. Thằng con này con rồng hả? Nó không là. Cái này giống hoa văn gì mà. Ừ, sao thôi. Xăm nó đau không? Đó. Không rồi. Không, lúc đó đang đập gạch. Không, bây giờ nó hết rồi con ơi. Đó, hồi xưa đang đập gạch, lúc đó là không biết đau. Đó, còn quét thì nó còn á. Tươi nó. Cái này xong mà đau. Bây giờ nó hết rồi, thả con ha. Bây giờ con hết chơi đập gạch, đập đá gì. Quang mà nó ngồi quá ấy. Nó đừng chơi. Cô đòi chảy thương với ông mua cho em nhờ Bi. Ủa vừa cáo Bi vào có chưa vậy?
Thì có ảnh không chịu ấy, cho nói đi, anh có bảo, anh có bảo cái làm đi. Anh làm cáo đào đi, nói đi, nói đi. Nói đi con. Em làm cái áo đi thiếu, anh làm rồi kia đẹp. Thôi không, thiếu phải có vợ rồi, tự nhiên. Thôi, thôi, cứ được thôi. Anh muốn có vợ rồi đó, phải lên đào nói vậy thôi. Còn anh giàu chưa có vợ, nhưng mà anh chắc có lẽ là giàu có người yêu rồi, anh cũng sợ. Coi em như em gái thôi, chứ không lẽ nói chơi thôi chứ không lẽ con. Giàu, giàu có sườn quá rồi. Bữa đó bà cáo đi giàu. Ai nói? Mới hay chứ bộ. Con nó cũng cũng mến con á, nhưng mà tại con chọc với nó cũng mến con á, lúc con xuống nó buồn thiệt á. Bữa cô vô mới cô vô còn mấy lần nữa mà con thấy nó cũng buồn á. Có giờ nó đâu có vậy nữa đâu, vào bây giờ nó ngoan rồi. Anh không quên áo bây giờ sợ người mèo bế được không? Bế không chịu không? Chén cái mắt chưa vậy chị con đây chị cũng vậy cho nó sạch sẽ trở lạnh thì khỏi tắm chén tắm nước mát rồi. Dạ. Bây giờ Vi cũng đầy đủ ở nhà Vi rồi cũng được vào ổn rồi hay vào ha. Nói như mình dẫn cái người ăn thôi chứ cho nó chút đỉnh tiền. Cái đó kiếm giờ Vi Vi còn muốn sửa sửa cái bàn cầu không? Bây giờ nói nè. Hết rồi đúng không? Bạn muốn nói từ đi. Nói cho con. Con ngồi thả ẩm nha mẹ, cô coi coi sôi chưa. Đi ghép bi trà cho bi, thấy này mới bi. Mẹ em trà, tự trà. Ai chà có không nữa chứ không hay nó tự giặt đồ của con sao bữa mua cho Bi đôi dép mới, hai ba đôi dép mới mà sao không mang đi, thích đôi cái hồng này hơn hả? Cái mình mua mới để mình thay đổi ra đi đi cho phát triển, mang kiểu này kiểu kia chứ. Con
Anh sợ nãy hỏi đi hỏi đi ăn với lớn không mua phim gì đấy. Thôi nhiều lắm rồi. Em gái cho thêm dĩa bún nè. Dạ. Đi. Đi lấy đồ vô tôi nhớ tiếp cho nó ngay rồi. Cái mặt nó không có bị nhăn. Để khi anh vào mà xuống đó thì con lấy con nó không có nhăn để nhăn nó người ta nhìn. Cháu thấy trong tủ rồi. Giờ nó em bóc treo lên. Con lấy nó khi treo. Nó lấy nó thì nó xếp cũng còn bao nhiêu xếp nó còn thấy nó hay hơn mà để nhanh anh chị. Ủi con thấy tuổi không? Con có biết tuổi không bà tuổi? Chứ tại vì giờ con mặc đồ đẹp, nó bộ nó cũng đẹp. Đừng để nó nhanh quá. Đó. Con lấy cái nắp rồi con thuốc à có cái giá mà bên tiền nó cái đùng xuống nha từ từ đi dần hết chưa hãy từ từ thôi chế nước cho nha đi trước rồi cho nó nói vậy em nói đó cũng dần khách thường dân bài tổ phòng để khách nước trước cái nước nó tắm nước nó đông đúng rồi đúng vậy đó vì bữa nay thu bắp về như là bắp xào anh đang chuẩn bị à làm xanh dẻo bắt trước đi riêng làm cho tinh thần lắm ta lúc này anh vào nó xuống quá nó tỉ là nó chắc nó quá vào còn nhỏ nó chắc nổ quá nó cũng tưởng mà cái sân chơi của thầy trắng mở ra rồi nó anh vào anh chỉ không ảnh đi cũng mặc áo khoác nhà ảnh không có đen nhưng mà da mặt nó đẹp quá ha nó nói người ta cái con nhỏ ở công viên ha ở công viên nói nhiều mà cũng dễ thương ha thư chú cô à kêu con có nói con còn kêu là cô bi chứ nó dễ thương rồi con thích nó không con thích con bé đâu chứ cô bi hả con thích cái chị ở công viên rồi hả thì cô chú nào kêu nhỏ nhã kêu nhỏ nhã ngon chết hả giờ thấy trong 4-5 đứa có người tỉnh hơn tỉnh nhất tổng nhiên bị bắt chuột bắt đầu là thấy những giờ dễ luôn thấy tâm tư cũng ấy con để cho anh vào nữa đi con chứ tối là sẽ thay cái chuyện kia đi về một giờ chị Trinh giờ không có nữa để anh vào đi bà tí bạn sao để anh vào đi con vào cái cuộc đời con bốn với em ơi đang ra thành phố rồi con muốn có rồi vậy thôi thì là đặt nhiều nhúc thôi thì có nhiều nhúc thì cứ cái này vẫn do bốn rồi chết chưa mày con chết chưa ăn tôm thì nó rẻ sâu rồi nó sâu rồi mời bà trước kìa mời bà thôi được rồi thêm mập cho nó quen không không được nó thì vậy để ý nói chị cũng mình mẹ nó sâu thì đã tôi nói nhỏ nó vào à tọt á đúng rồi dạo này nó thư ăn đi đi cái muỗng sáng rồi thôi đó đó nè có trời vậy
con vào đi, bữa nay con đặng con vào. Con múc tôm luôn, cá rồi con múc ăn đi. Ê, ê, nó còn... cái gì á, cái gì này nó tâm thì... Nó dĩa là dơ, nó còn đã nhả rồi. Con múc cái đạo của con này con đi. Ô, đứt thùng. Con thả. Cho đưa đi lệnh dạ. Cứ để cho nó tự nó tắm thì con thường tên mày làm. Nó muốn gì vậy? Nó muốn gì vậy? Nó muốn gì vậy? Nó muốn gì vậy? Nó muốn tập thông thức khác không để nhắc đôi nha thì là cái này ra trong cao ba trong bảy bưởi có thể gì cái này làm vậy cho nó nhanh thầy chế ra vô lại nhanh tiền mới tuốt vỏ là tuốt luôn đây con ơi đi nói chuyện đi chứ rồi quen đó là gì hết đi nhau hết luôn hả? Không, 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 không,